Thưa quý vị, kinh tế Việt Nam năm 2024 đã đi được một nửa chặng đường trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục. Thế nhưng bấp bênh đối mặt với nhiều rủi ro bất định. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm với xuất siêu đạt 11,63 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhóm nông thủy sản cao nhất đạt gần 20%. Số liệu 6 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt 189,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh và đồng đều ở cả 3 nhóm hàng, cao nhất là xuất khẩu nhóm nông thủy sản khoảng 19,9%. Các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực tiếp tục phục hồi tốt. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản ước tăng 6%. Theo tính toán, nếu duy trì mức xuất khẩu này trong nửa cuối năm thì tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm nay ước đạt 380,16 tỷ đô la Mỹ, vượt mốc lịch sử 371,82 tỷ đô la Mỹ của năm 2022. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp vẫn đối mặt với khó khăn về thị trường đầu ra, thiếu đơn hàng, thiếu lao động có kỹ năng, do đó rất cần những giải pháp linh hoạt trong xúc tiến thương mại. Theo đại diện Bộ Công Thương, từ nay tới cuối năm, Bộ sẽ tăng cường kết hợp xúc tiến thương mại truyền thống với hiện đại gắn với thương mại điện tử, kinh tế số để đưa mục tiêu xuất khẩu về đích. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia sản xuất và xuất khẩu rau quả hàng đầu. Nước này cũng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam trong xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc. Song trong nửa đầu năm nay, người Thái đã chi 97 triệu đô la Mỹ để mua các mặt hàng rau quả của Việt Nam. Tuy giá trị không lớn nhưng đây là thị trường xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất của ngành rau quả nước ta. Theo thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 7 năm nay, xuất khẩu rau quả của nước ta đã thu về gần 3,57 tỷ đô la Mỹ. Nhờ đó, rau quả vươn lên là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 3 trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ sau lâm sản và thủy sản. Về thị trường xuất khẩu, tính đến tháng 6 năm 2024, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất, chiếm 64,9% tổng kim ngạch xuất khẩu với 2,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là Hàn Quốc và Mỹ, lần lượt đạt 164 triệu đô la Mỹ và hơn 157 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu rau quả sang hai thị trường này lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 54,6% và 33,5%. Đáng chú ý, trong top 10 thị trường xuất khẩu rau quả chủ lực của Việt Nam, xuất khẩu sang Thái Lan ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất lên tới 95,5% so với cùng kỳ năm 2023. Hôm nay giá cà phê nhân trong nước dao động ở khoảng 124.700 đồng đến 125.400 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, đồng đô la Mỹ giảm đã phần nào giúp giá cả hàng hóa tăng trở lại, trong đó có mặt hàng cà phê. Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 124.700 đồng 1 kg, mức giá thấp nhất khu vực. Các tỉnh còn lại, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, cà phê được thu mua quanh mốc 125.100 đến 125.300 đồng 1 kg. Ở thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2024 tăng 53 đô la Mỹ một tấn ở mức 4.380 đô la Mỹ một tấn. Mức giao tháng 11 năm 2024 tăng 53 đô la Mỹ một tấn ở mức 4.299 ở mức 4.229 đô la Mỹ một tấn. Thưa quý vị, huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau hiện có 21 sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao, mỗi năm cung ứng hàng trăm tấn sản phẩm cho người tiêu dùng địa phương và các địa phương khác trong khu vực. Bên cạnh phương thức mua bán truyền thống, gần đây các chủ thể ô cốp cũng từng bước ứng dụng hiệu quả nền tảng số để mở rộng các kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Trên các sàn thương mại điện tử, trang web mua sắm trực tuyến, mạng xã hội, sản phẩm ô cốp của địa phương đang được quảng bá giới thiệu rộng rãi, lượng khách hàng tương tác ngày càng tăng, sức tiêu thụ ổn định, giúp các chủ thể yên tâm đẩy mạnh sản xuất. Nhận thấy mạng xã hội là môi trường lý tưởng để giới thiệu quảng bá, đưa thông tin nhanh nhất, đầy đủ chi tiết nhất về sản phẩm ba khía muối rạch gốc và những sản phẩm đặc sản vùng đất địa đầu cực Nam đến với người tiêu dùng. Chị Nguyễn Hồng Đạm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy sản Châu Sang đã mạnh dạn đưa những mặt hàng của công ty lên các trang cá nhân Facebook để giao bán. Hiện trang Facebook của chị có hơn 53.000 lượt theo dõi, mỗi bài viết, video đăng tải thu hút hơn 1 triệu lượt xem và tương tác. Lượt khách đặt hàng từ trang chiếm từ 70 đến 80%. Online thì tôi đã thấy được đó là bán cái sản phẩm thì nó đi đơn được nhiều hơn. Tại vì khách hàng tiếp cận nhiều hơn và cái tiện lợi cho khách đó là dễ mua và dễ tham khảo được cái sản phẩm ở trên trang của mình. Thì khách muốn khi mà mình khách
thấy được cái hình ảnh, thấy những cái bài đăng của mình thì khách dễ mua hơn. Còn mà không có đi đến giữa mình mua được á, thì mình ship được tận tới tận nhà, thì nói chung á là rất là tiện cho khách hàng. Chỉ sau thời gian ngắn tìm tòi ứng dụng bán hàng trực tuyến qua các trang mạng xã hội, đơn hàng của cơ sở sản xuất kinh doanh Giang Loan ở ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây đã tăng lên đáng kể. Trên kênh TikTok, chủ cơ sở đăng tải những đoạn video ngắn quảng bá về những sản phẩm cơ sở sản xuất, các công đoạn thu mua nguyên liệu, sơ chế, chế biến thành phẩm, đến đóng gói, cách bảo quản, thưởng thức, thu hút nhiều lượt yêu thích tương tác, được khách hàng liên hệ đặt mua ngày càng nhiều. Bán qua nền tảng TikTok với bên trang mạng điện tử thì lúc nào nó cũng tiện lợi hơn. Như hồi xưa ngoài chợ thì ai cũng đi chợ người ta mua đồ hết trơn, còn bây giờ người ta chỉ cầm cái điện thoại người ta liếc lướt qua là người ta chỉ chọn được mặt hàng tốt rồi. Thường thì có sản phẩm nào muốn bà con biết đến thì mình lên trên đó mình đăng lên hoặc mình like để cho bà con biết những cái sản phẩm mình tốt, có giá trị, rồi mình trao cái tin tưởng để cho bà con mới ủng hộ mình được. Đối với các cái chủ thể sản xuất ô cốp thì trong thời gian qua thì họ cũng từng bước nâng cao cái nhận thức qua cái công tác chuyển đổi số. Thì tổ công nghệ số cộng đồng cũng hỗ trợ họ trên các cái kênh, cũng như là hỗ trợ về kỹ thuật, rồi về công nghệ, về áp dụng các cái kỹ thuật trong cái sử dụng cái công nghệ số. Thì đã qua thì về cái khâu quảng bá sản phẩm cũng như là chất lượng sản phẩm thì thấy nâng lên rõ nét. Sản lượng tiêu thụ của các chủ thể này cũng tăng. Để tiến trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn, huyện Ngọc Hiển còn hỗ trợ cho các chủ thể đưa 100% sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử tỉnh Cà Mau để giới thiệu và giao dịch, đồng thời mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản thanh toán, mở gian hàng và các hoạt động trên môi trường mạng nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh số cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi, khởi sắc hơn và đáp ứng xu thế phát triển trong thời đại 4.0. Thưa quý vị, Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính tới cuối giờ chiều ngày hôm qua, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có gần 40.000 ha cây trồng bị ngập úng, tăng gần 17.000 ha so với ngày 24 tháng 7. Địa phương có diện tích cây trồng bị ngập úng lớn như Hà Nội 14.534 ha, Nam Định 12.781 ha, Thái Bình 3.350 ha, Hà Nam 5.933,7 ha, Hưng Yên 1.826 ha, Ninh Bình 1.034 ha, Bắc Giang 274 ha, Điện Biên 40 ha. Theo Cục Thủy lợi, hiện mực nước hạ du sông Hồng vẫn ở mức cao do các hồ thủy điện vận hành xả lũ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu úng của các cống tiêu vùng ven biển. Dự kiến, các công trình thủy lợi vận hành sẽ giảm diện tích ngập úng trong vài ngày tới sau khi đợt mưa lớn kết thúc. Trước tình hình ngập úng trên, Cục Thủy lợi đề nghị ngành nông nghiệp các tỉnh trực thuộc khu vực tổ chức khoanh vùng, xác định diện tích có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó cụ thể phù hợp với đặc điểm địa hình, dự báo tình hình mưa và khả năng công trình tiêu úng, lưu ý chuẩn bị kỹ phương án tiêu úng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng.